Anh đã thấy rất rõ là hiện nay dù có rất nhiều cái cuộc thi về người đẹp hoa khôi đi chăng nữa, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn chưa lúc nào hạ nhiệt. Người dân cả nước vẫn giữ nguyên sự háo hức để dõi theo cuộc thi sắc đẹp lớn này. Hai năm mới tổ chức một lần, vậy cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 có gì đặc biệt và hấp dẫn ra sao? Hãy cùng với Giải trí 24 giờ có mặt ngay tại buổi họp báo để lắng nghe chia sẻ từ đại diện ban tổ chức nhé. Với việc hai cái vòng chung khảo phía Bắc và phía Nam sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn và dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp. Tất cả các thí sinh dự vòng chung kết của cuộc thi sẽ được làm một cái dự án về cộng đồng. Tự họ lập dự án hoặc là được ban tổ chức giúp đỡ tìm các nhà tài trợ hoặc tự họ tìm các nhà tài trợ làm sao để có ích cho cộng đồng. Đa số các em khi mà đến với cuộc thi Hoa hậu đều là 18 đôi mươi, 22. Thì cái tuổi này các em vẫn còn rất trẻ và chúng tôi mong muốn rằng là đưa cái giải người đẹp nhân ái vào để giúp các em trang bị thêm lòng trắc ẩn, tính sâu sắc, yêu mến cộng đồng. Là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong khởi xướng có thể nói là sân chơi thi thố sắc đẹp lớn và có lịch sử lâu đời nhất của nước ta. Tuy nhiên, qua nhiều lần tổ chức, cuộc thi từng vướng không ít scandal từ sự công bằng đến trình độ học vấn, tư cách đạo đức của các người đẹp được vinh danh. Thì cái định hướng của chúng tôi là chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị có kinh nghiệm ở trong lĩnh vực này để từ cái khâu tổ chức cuộc thi và sau đấy là quản lý các người đẹp, đặc biệt là những người đoạt giải cao, hỗ trợ họ ở trong cái quá trình họ mang cái danh hiệu của cuộc thi cũng như suốt cái quá trình sau cái nhiệm kỳ đấy. Sau những lời ra tiếng vào không hay lắm về các người đẹp từng được xướng tên trước đó, hy vọng rằng mùa giải năm nay, khán giả sẽ yên tâm và hài lòng về người được trao tặng vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016.